Chào quý vị và các bạn. Hôm nay trang trại Đạt Nhung, nhà vườn Đạt Nhung quay cho các bạn một số cái chủng loại nho thân gỗ từ quý của đơn vị mình. Hiện nay thì cây nho của bên mình ở cỡ chậu đỏ này thì đã có hoa các bạn nha. Các bạn nào muốn là trồng cây nho thân gỗ từ quý mà lại nhanh có hoa có quả thì gọi điện trực tiếp cho bên đơn vị mình để mua được cây giống chuẩn và nhanh được hái quả trên cây. Đây mình đi lướt qua nhưng cây nào cũng có hoa có quả hết. Với lại khách mua hàng nói là anh muốn mua, chị muốn mua cây có hoa có quả thì mình đương nhiên là mình sẽ chọn những cây có hoa có quả cho rồi. Đây là lô nho thân gỗ từ quý chậu đỏ. Mình quay trực tiếp là cây như thế này để cho các bạn chọn ở video này thì chọn cỡ này. Còn nếu muốn cỡ khác thì mình cũng sẽ gửi video của cỡ cây to hơn hoặc là cỡ cây nhỏ hơn các bạn nhé. Tránh mình quay một video nhiều chủng loại cây quá, các bạn hỏi mình cũng không biết các bạn đang hỏi cây loại nào. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua cây nho thân gỗ từ quý thì gọi điện trực tiếp cho bên trang trại Đạt Nhung. Địa chỉ tại khu 31 ha, phố Nguyễn Mộ Tài, đường Ngô Xuân Quảng, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Bên trung tâm mình giao hàng toàn quốc. Chất lượng và uy tín nên quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Ai mua hàng của bên trung tâm mình thì đều biết rồi đấy ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người có một ngày mới thật là nhiều năng lượng.